Kính thưa quý vị, và trở lại với bản tin cuối ngày hôm nay là phần tin cuối ngày cùng với ký giả Nguyễn Văn Khanh. Chị Quy và Kim Nhung xin được chào anh Khanh, thưa anh Khanh. Dạ vâng, một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh. Cũng xin gửi lời chào đến hai bạn Kim Nhung và Diệu Quyên. Và không quên gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của SBT. Thưa anh Khanh, một trong những tin được chú ý đến trong ngày hôm nay đó là tin của chính phủ Ukraine đang tái phối trí để phù hợp với tình thế. Và trong số những người nộp đơn xin từ chức thì có cả ông Ngoại trưởng Dmytro Kuleba cùng với 5 vị bộ trưởng từng sát cánh với Tổng thống Zelensky ngay từ ngày đầu tiên khi mà cuộc chiến chống quân Nga xâm lược mới bắt đầu. Vậy thì thưa anh, tại sao các nhân vật quan trọng trong chính phủ Ukraine lại quyết định cùng nhau xin từ chức vậy anh Khanh? Tôi nghĩ rằng là cái câu hỏi này là cái câu hỏi quá khó. Hầu như là không có ai có một cái câu trả lời rõ ràng. Tất cả các bản tin của các nhà báo ngoại quốc viết thì cũng đều bảo rằng là Tổng thống Zelensky ông nói là đã đến lúc là ông cần những cái khuôn mặt mới, cần những cái ý kiến mới, cần những nhân vật mới để mà sửa soạn cho một cái tình huống mới. Cái tình huống đó là rất có thể là sẽ xảy ra sau cái cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 ở tại Hoa Kỳ, tức là sau ngày 5 tháng 1 tới đây. Tôi nghĩ rằng là có lẽ là ông muốn nói rằng là bây giờ cái tình huống này là cái tình huống rất là đặc biệt. Ông không còn được Biden nữa, và sau này thì là không rõ là bà Kamala Harris hay là ông Donald Trump sẽ là người lãnh đạo nước Mỹ, và liệu cái người lãnh đạo nước Mỹ đó sẽ hỗ trợ cho Ukraine như thế nào. Thật ra bởi vậy, trong một cái tình huống thật là mới, trong một cái tình hình mới thì ông cần khuôn mặt mới, ông cần ý kiến mới, rồi vân vân và vân vân. Đó là những gì mà tôi ghi nhận được cho đến giờ phút này, thưa với lại chị Diệu Quyên. Vâng, em cũng nghĩ vậy, cảm ơn anh. Như vậy anh có nghĩ là có cái sự rạn nứt ở trong chính phủ của Tổng thống Zelensky không, thưa với anh? Tôi nói thật là lại là một câu hỏi khó nữa để mà tôi có thể trả lời. Không có ai rõ ràng là có rạn nứt hay không, nhưng mà ít nhất tôi nhìn thấy như thế này. Chính phủ Zelensky trong từ khi mà cái cuộc chiến diễn ra cho đến giờ thì chỉ để ý thấy được coi như là một chính phủ rất là ổn định. Ổn định là về mặt chính trị. Nhưng mà bây giờ thì là tới 5-6 ông bộ trưởng, mà cho đó có những người thân cận nhất với lại ông Zelensky, những người đã đi với ông Zelensky từ cái bước đầu tiên cho đến ngày hôm nay, họ quyết định là họ từ chức và họ nói ông Zelensky là nên tìm người thay thế. Thì tôi thấy rõ ràng là nó không có cái sự ổn định. Còn cái rạn nứt hay không thì thú thật với chị là nhiều người bảo là chắc chắn là phải có rạn nứt. Nhưng mà rạn nứt như thế nào và tại sao rạn nứt thì không ai trả lời được. Tôi chỉ nhìn thấy là nếu mà không trả lời được thì cho nên nhìn thấy rõ ràng là cái sự ổn định và chính trị nó không có ở tại Ukraine, ít nhất là cho ngày hôm nay, thưa với lại chị Kim Nhung. Vậy thì thưa anh Khanh, thành phần chính phủ mới của ông Zelensky bao gồm những ai vậy anh? Cho đến giờ phút này thì đây cũng là một cái điều là rất là mơ hồ. Người ta chỉ biết được là những người mà đã quyết định rời khỏi chính trường thì họ đã nộp đơn xin về hưu, xin nghỉ việc với lại quốc hội, và cái quy định của bên Ukraine là quốc hội sẽ gật đầu đồng ý với họ, rồi sau đó là quốc hội mới lại yêu cầu là ông tổng thống là Zelensky nộp đơn đề cử những người mới để mà làm việc chung, là quốc hội là phải chấp thuận để những người đó mới bắt đầu chính thức bắt tay vào việc. Hiện tại bây giờ thì chưa rõ là như thế nào, không biết là người mới là ai và tại sao lại được chọn. Chỉ biết rằng là đã có tới 6 người, mà hôm nay tôi lại nghe tin rằng là có thể là sẽ còn có hơn nữa, tức là lên đến 9 người họ sẽ nộp đơn xin từ chức. Và như vậy là rõ ràng, tức là ít nhất là 2/3 nội các của ông Zelensky trong những ngày sắp đến toàn là những nhân vật mới cả, thưa với lại chị Diệu Quyên. Dạ vâng, cảm ơn anh. Thưa anh, cuối tháng này thì Tổng thống Zelensky ông sẽ có mặt tại Washington DC để mà thảo luận với Tổng thống Joe Biden cũng như là những nhà lãnh đạo quốc hội. Tại Washington thì anh có nghe được những gì về cuộc thảo luận này không, thưa anh? Tôi nghe được một vài chuyện, thưa với lại chị Kim Nhung. Cảm ơn chị Kim Nhung rất là ra câu hỏi này. Tôi có cơ hội để trình bày những gì mà tôi nghe được. Cái điểm đầu tiên là người ta bảo rằng là ông Zelensky, ông sang bên này, ông sẽ mang theo một cái hồ sơ, và cái hồ sơ đó là ông tạm gọi là con đường đi đến chiến thắng để ông trình bày với lại Tổng thống Joseph Biden. Và tôi nghĩ rằng là bên cạnh cái chuyện là ông gặp ông Joseph Biden, ông trình bày cái vấn đề là cái con đường làm sao để đi đến chiến thắng, thì đương nhiên là cái việc bên cạnh đó thì ông cũng yêu cầu ông Biden một chuyện là tất cả những khoản tiền mà ông Biden, mà quốc hội đã cho ông Biden để mà viện trợ cho bên Ukraine
thì đương nhiên là ông Zelensky ông sẽ yêu cầu tháo khoán, tức là nổi trong tháng 9 hoặc là chiến là tháng 10 là sẽ phải chi hết cái số tiền 5 tỷ đô la mà chính mà Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ đã đồng ý giúp cho Ukraine. Và cái điểm thứ nhì đấy là ông cũng sẽ yêu cầu ông Biden một chuyện là trước ngày ông rời Tòa Bạch Ốc, đầu tháng 10 này là chúng ta phải có ngân sách mới ra. Ông mong là nhân dịp này thì là Tổng thống Hoa Kỳ sẽ yêu cầu Quốc hội cho thêm Ukraine một cái khoản tiền nữa để mà tiếp tục cái cuộc chiến đấu. Đó là cái điểm thứ nhì mà tôi nghe được. Cái điểm thứ ba tôi nghe nói rằng là trong cái buổi gặp gỡ nữa sắp đến, và thì là không phải là chỉ có gặp ông Biden không thôi, mà cái buổi gặp gỡ đó là sẽ có bà Kamala Harris, tức là phó tổng đương kim phó tổng thống Hoa Kỳ cũng có mặt để mà nghe ông Zelensky trình bày và nêu ra những cái thắc mắc mà thấy là cần thiết phải có để mà nghe ông Zelensky trả lời những câu hỏi mà muốn biết. Lý do rất là dễ hiểu, cái sự hiện diện của bà Harris hiện tại bây giờ trong cái vai trò bà là người đại diện cho đảng Dân Chủ ra tranh cử tổng thống, thế ra cái sự hiện diện của bà cần thiết chẳng khác gì cái sự hiện diện của đương kim tổng thống là ông Joseph Biden. Đó là ba điều mà tôi nghe được từ Washington, thưa với lại chị Kim Dung. Vậy thì thưa anh Khanh, liệu ông Zelensky có yêu cầu được sử dụng vũ khí của Hoa Kỳ để mở cuộc tấn công vào lãnh thổ của Nga hay không? Và nếu như có, thì anh nghĩ rằng ông Biden sẽ trả lời như thế nào thưa anh Khanh? Tôi tin chắc chắn là ông Zelensky ông sẽ yêu cầu cái điều đó. Ông không nhớ là ông sẽ yêu cầu cái điều đó, mà lý do là bởi vì cách đây mấy là 48 giờ đồng hồ, ông cũng lên tiếng, ông bảo rằng là bây giờ có một cách mà là đánh trả Nga, tức là ông sẵn sàng ông mở những cuộc tấn công vào ngay lãnh địa của nước Nga, vào ở trong nước Nga, tức là thay vì là Ukraine chỉ giữ cái vai trò phòng thủ thì bây giờ là vai trò tấn công. Và ông đã từng lên tiếng, ông bảo rằng là Hoa Kỳ cũng như là NATO cung cấp cho Ukraine những cái vũ khí rất là tối tân, những cái vũ khí này có thể giúp cho nếu mà Ukraine muốn mở một cuộc chiến mới, mà mặt trận mới tấn công vào nước Nga là Ukraine có thể làm được. Nhưng mà đó chỉ là một phần. Tôi tin, xin phép được nhắc lại là tôi tin là ông cũng sẽ thúc đẩy ông Biden là bây giờ tổng thống gật đầu đi để cho chúng tôi làm cái điều đó. Nhưng ở phần thứ nhì chị hỏi rằng là ông Biden có đồng ý hay không, thì thú thật với chị là tôi nghĩ chắc là không. Lý do rất là dễ hiểu. Rất hầu hết là các quan sát viên chính trị ở tại Âu Châu cũng như là tại Washington, họ bảo rằng là nếu mà ông Biden mà làm như vậy thì tức là đi quá đà, và nếu mà đi quá đà như thế thì có thể sẽ đẩy ông Putin, ông Tổng thống Nga đến chỗ là sẽ sử dụng vũ khí nguyên tử, và cái điều đó là cái điều không ai muốn nhìn thấy cả, không ai muốn thấy xảy ra. Thực ra là rốt cuộc sau, câu trả lời của tôi là có, ông tôi tin là ông Zelensky sẽ yêu cầu là sử dụng vũ khí của Mỹ để mà tấn công nước Nga. Và cái câu trả lời và tôi nghĩ rằng là ông Biden sẽ nói ra với là ông Zelensky là không được, rất tiếc là không được. Vai trò vũ khí tốt nhưng mà chỉ để giữ cái vai trò là để phòng thủ, chứ không phải là vũ khí tốt để mở cái cuộc tấn công. Đó là tôi nghĩ là như vậy, thưa với lại chị Diệu Quyên. Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều thưa anh. Dạ vâng, xin cảm ơn anh và sẽ hẹn gặp lại với anh vào ngày mai. Và chúng tôi xin cảm ơn khán giả cũng đã theo dõi phần tin tức buổi chiều ngày hôm nay. Chúc cho quý vị một buổi tối an lành và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Xin kính chào quý vị.